Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình Khát vọng cuộc sống, luôn hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thảnh thơi bên người thân và bạn bè. Thưa quý vị và các bạn, con người ngày nay thường hay tức giận, khả năng kiềm chế rất kém, gặp chút sự việc nhỏ cũng dễ bốc hỏa. Bởi con người khó kiềm chế nên dẫn đến toàn bộ xã hội khó tìm thấy sự yên bình. Sống trong môi trường xã hội căng thẳng như vậy, cảm giác hạnh phúc của con người cũng ngày càng ít dần. Ví dụ, khi đi trên đường phố người người, xe cộ đi lại tấp nập. Tuy nhiên, bởi đạo đức của con người không tăng kịp với tốc độ phát triển của giao thông, dẫn đến rất nhiều người mắc phải hội chứng cáu gắt đường phố. Đi trên đường, nếu chúng ta để ý quan sát, sẽ thấy người đi bộ thì mắng người lái xe không đi cẩn thận, không biết nhường đường cho người khác. Người điều khiển xe cũng chửi bới nhau, nào là ai đó dừng giữa đường, ai đó chạy chậm, ai đó vượt xe, vân vân. Tóm lại là chúng ta không thể cảm nhận được bầu không khí hòa ái khi đi trên đường. Tính nóng giận của con người rất dễ gây ra tranh đấu. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng. Có nhẫn mới có an, nhưng con người hiện nay đa phần là tâm địa hẹp hòi, không thể nhẫn được, không thể nhường nhịn được. Vợ chồng chỉ vì chút việc nhỏ mà cãi nhau rồi thành ra thù hận nhau, kết cục hôn nhân tan vỡ. Trong công việc, chỉ vì chút lời nhỏ mà tranh giành đến mức kẻ sống người chết, nơi đâu cũng trở thành chiến trường. Con người qua lại với nhau, chỉ một câu không hợp là bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tranh đấu. Người ta chẳng qua cũng chỉ đã bảo vệ cho cái danh của bản thân mà thôi, cảm thấy bản thân mình thật oan uổng hoặc mất mặt, cảm thấy nhục nhã không chịu nổi. Phải nói ra cho thỏa cơn tức này, phải có kẻ thắng người thua. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có kể về câu chuyện cuộc chiến thành Troy. Nguyên nhân cũng chỉ vì hai người đàn ông cùng tranh giành một mỹ nữ tên là Helen. Kẻ không giành được người đẹp quá tức giận mà khơi mào ra cuộc chiến. Chính cái tâm lý tranh hơn thua của con người đã gây ra tấm bi kịch này. Có người cho rằng nhẫn nhịn là thể hiện của sự nhu nhược, cho nên phải vùng lên tranh đấu. Kỳ thực, tranh đấu mới là không vượt qua được chính bản thân mình. Người có thể nhẫn nhịn không phải là người nhu nhược, mà là thể hiện của ý chí mạnh mẽ và phẩm chất cao thượng. Người có phẩm chất cao thượng không nhận thức giống như người bình thường. Họ có thể khống chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân mình bằng ý chí mạnh mẽ. Đối với những người hướng thượng, tìm hiểu về đạo, về Phật Pháp đều biết rằng, trong cuộc sống phải luôn luôn ước chế cảm xúc và hành vi của bản thân. Thực sự có thể nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh, gặp chuyện không vừa ý vẫn luôn vui vẻ, suy nghĩ khoáng đạt. Đối mặt với mâu thuẫn trong cuộc sống bằng tâm thái lạc quan, cuối cùng hóa giải được mâu thuẫn theo chiều hướng tốt lên. Có một người lớn tuổi, con rể và con gái bà cãi nhau. Con rể tỏ thái độ rất hung hăng, không kiềm chế. Người bình thường hẳn sẽ phải làm cho ra nhẽ với con rể, bênh vực cho con gái mình. Nhưng bà ấy đã nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tìm ra nguyên nhân gây tranh cãi mà không thiên vị bên nào. Vừa an ủi con gái, vừa giáo dục con rể, bà đã chỉ ra thiếu sót của con gái một cách có thiện ý. Cuối cùng, con gái bà nhận ra vấn đề của mình và làm hòa với chồng. Gia đình bà đã tránh được một cuộc ly hôn không đáng có. Con trai bà đi làm xa bị người ta lừa tiền, cầu cứu khắp nơi nhưng thân cô thế cô, không ai giúp đỡ. Bà khuyên con trai hãy chịu thiệt làm phúc, còn cho con ít tiền để làm lại từ đầu. Chồng bà thì tính tình nóng nảy và luôn cay nghiệt với bà. Bà cũng không để trong tâm, luôn nói với mọi người rằng chồng mình là người tốt, chỉ ác khẩu chứ bản chất rất lương thiện. Có thể có người cho rằng nhẫn nhục như vậy thật quá ngu ngốc. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, con người ai cũng phải đối mặt với những phiền phức trong cuộc sống. Nóng giận, tranh đấu chỉ khiến bản thân càng thêm đau khổ, chứ chẳng thể thay đổi được gì.
người có tấm lòng quảng đại, không toan tính được mất, hơn thua mới có thể khéo léo thoát khỏi mâu thuẫn, gặp dữ hóa lành. Người xưa gửi gắm đạo lý này qua câu tục ngữ, bụng tệ tướng có thể chèo thuyền. Con người nếu không có sự nhẫn nhục lớn, tấm lòng khoáng đạt thì không thể làm được tệ tướng, không làm được việc lớn. Đạo lý là vậy, nhưng đa phần người ta đều bị cảm xúc khống chế, không dễ mà kìm nén được sự tức giận. Thiết nghĩ, chỉ có lối sống hướng thượng, đối xử với người bằng sự thiện lương, bao dung và luôn nghĩ cho người khác trước tiên, thì con người mới có thể kiềm chế, điều khiển được cảm xúc của chính mình. Xin dâng lên người chiều đóa hoa sen, dòng sông xanh mát bao nhiêu tiếng đàn, ưu đàm ba la một chiều khoe sắc đón người về tỏa sáng phúc âm ca. Năm ngàn năm rồi lạc bước chôn quê, người truyền đại pháp dẫn lối ta về, nhân sinh như mộng quên lối, đắc pháp rồi cùng bước nhanh bạn ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thường nhật không chỉ có cảm xúc nóng giận mà chúng ta còn phải đối mặt với các cảm xúc như bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của người khác. Bạn sẽ phản ứng như thế nào? Khi đó, bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ, hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng. Sau đó, bạn có thấy bực mình mỗi khi nghĩ về những chuyện ấy và nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm tính của bạn. Nếu là một người bình thường thì rất khó kiểm soát tốt những cảm xúc dưới loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cố gắng kiểm soát những cảm xúc loại này thì trước mắt chúng ta sẽ là một cảnh tượng không hề tươi sáng. Chương trình xin phép chia sẻ câu chuyện như sau. Một ngày nọ, khi Thích Ca Mâu Ni đi qua một ngôi làng, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ. Và thậm chí có kẻ còn chửi thề. Phật Thích Ca Mâu Ni đứng đó lặng lẽ lắng nghe. Và sau đó Ngài nói: "Cảm ơn các bạn đã đến gặp ta, nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường, bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại vào ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói, xin hãy đến lần nữa. Những người này không thể tin vào tai của mình. Chuyện gì xảy ra với người này thế này nhỉ?" Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật: "Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả. Thế mà ông không phản ứng gì à?" Đức Phật trả lời: "Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các ngươi đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta. Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc. Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này. Có một anh chàng luôn mua báo tại duy nhất một sạp báo. Dù người bán báo luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và thiếu thân thiện, anh này luôn lịch sự nói cảm ơn với ông kia. Vào một ngày, khi một đồng nghiệp anh ta đã nhìn thấy thế và hỏi: "Ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó à?" "Đúng. Tại sao bạn vẫn đối xử với ông ta lịch sự như vậy?" Anh này trả lời: "Tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành động của tôi chứ?" Dù có bị rơi vào hoàn cảnh tồi tệ thế nào, thì chế ngự cảm xúc và xả bỏ hết thảy những cảm xúc tiêu cực luôn là điều mà chúng ta cần phải làm. Đạo gia giảng, mọi thứ không có gì là ngẫu nhiên. Chắc chắn những điều chưa may mắn, phiền muộn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống đều có lý do. Có thể là kiếp trước chúng ta đã mắc nợ mà cần phải trả. Vậy nếu bạn có gặp những tình huống như vậy, hãy dùng tâm thái hòa ái, từ bi để đối đãi. Cuộc sống cũng như một dòng sông, có khi êm ả, có khi lại vơi đầy. Dù thế nào, chúng tôi, những người làm chương trình cũng mong rằng quý vị và các bạn hãy luôn bao dung, nhẫn nhịn để vượt qua những giây phút khó khăn ấy. Ngày về không xa, vũ trụ bao la gọi mời.
Phật chủ đón ta về. Đường về gian nan, bạn ơi xin đừng nản chí. Niềm tin vững chắc, dù gió mây xa không chùn bước. Vạn vật cánh tan, chân thiên nhân đưa ta lên thuyền. Đại nạn rơi xa, Phật chủ đón ta về. Đường về gian nan, bạn ơi xin đừng nản chí. Niềm tin vững chắc, dù gió mây xa không chùn bước. Càn khôn mênh mông, chân thiên nhân đưa ta lên thuyền. Đại nạn rơi xa, Phật chủ đón ta về. Đại nạn rơi xa, Phật chủ đón ta về. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ những thông tin hữu ích này đến cho những người thân trên trang Facebook và kênh YouTube Khát vọng cuộc sống quý vị nha. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.